Người đẹp thay thế danh hiệu á hậu năm của người đẹp Mauritius đã chính thức lộ diện, đó chính là Miss Grand Philippines. Vào ngày 29 tháng 10, trang chủ của cuộc thi Miss Grand International khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi đưa ra quyết định lấy lại danh hiệu á hậu 5 của người đẹp đến từ Mauritius chỉ sau 3 ngày đăng quang. Lý do được ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đưa ra chính là Miss Grand Mauritius không thể hoàn thành trọng trách mà cuộc thi yêu cầu kèm theo đó ban tổ chức cho biết sẽ tìm người thay thế vị trí á hậu năm đến tối ngày 30 tháng 10 trên trang chủ chính thức của mình ban tổ chức Miss Grand International đã có bài đăng thông báo bổ nhiệm người đẹp Roberta Angela Tammondong đến từ Philippines trở thành á hậu năm của cuộc thi theo đó cô và chín người đẹp khác sẽ cùng ban tổ chức tham gia các sự kiện quảng bá cho cuộc thi hậu chung kết Mid Grand Philippines, năm nay 19 tuổi, sở hữu chiều cao 1m75, cùng sắc phóc cuốn hút, gợi cảm. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng cô đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, tích lũy được không ít kinh nghiệm trình diễn. Roberta Angela Tamendong có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại các đấu trường sắc đẹp và được kỳ vọng sẽ chiến thắng tại Mid Grand International năm nay. Tuy nhiên, trong đêm chung kết, mỹ nhân Philippines gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân tại top 20 chung cuộc. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay kỷ niệm lần thứ 10 được tổ chức nên ban tổ chức đã quyết định đặc biệt khi trao vương miện cho top 10 cô gái xuất sắc nhất. Ngoài năm vị trí đầu thì các người đẹp trong top 10 sẽ được công nhận danh hiệu Á hậu năm và người đẹp đến từ Mauritius là một trong số đó. Tuy nhiên chỉ sau 3 ngày đăng quang, ban tổ chức quyết định rút danh hiệu của cô vì cô không hoàn thành trách nhiệm Bên cạnh đó, Mid Grand International 2022 còn liên tục có những ồn ào khiến nhiều khán giả thất vọng, phần lớn đến từ những phát ngôn gây tranh cãi của ông Nawaz, chủ tịch của cuộc thi.